Mang tiếng là idol mấy triệu follow. Mới đi ra đường không mà còn xịt. Đặt đặt em gáo này chưa? Em rồi. Làm sao để mẹ ra rồi? Về rồi. Hôm em mang cái quần slip đi cho chị không? Quần gì? Quần slip. Slip nào? Mà hầu kẻ kẻ em mặc em mang mặc của chị ấy. Quần đấy á? Hôm chưa bị tháng hỏng bây giờ. Hôm không có quần mặc rồi. Ê. Em mặc cái gì ấy? Không mặc. Bây giờ chị mặc quần gì? Hả? Chị mặc quần gì chị không mặc khó chịu lắm. Lâu mặc đến tháng mẹ nó nhây nhất rồi. Sao này? Sao con Thắm với con Hà nó không mặc slip à? Chết rồi. Ra đây xem, quay. Em ra đây xem, ra đây. Shh. Ra đây xem. Mẹ không có quần slip mặc khó chịu lắm. Hello. Mẹ mẹ xin nhân 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 nhân. Chắc là bọn này nó kiểu nó vứt lung tung tôi mất hết rồi. Ôi, em có quần xịt nó mang cho mặc, nó cứ mượn quần xịt nhau mặc ngứa hết bướm. Đấy, bắt mặc quần xịt này á. Quần xịt của em được. Được không? Được. Để lấy mặc. Tao chịu hai chị em nhà mày luôn. Anh quay cái gì không? Quay cái gì? Bây giờ còn quay cái gì? Tao quay rõ cái mặt luôn đấy chứ. Chứ sẽ về Hàn Quốc nha, chữ Hàn Quốc in dập logo các kiểu các cùng. Càng mắc đầy đủ, càng mắc đầy đủ xuất xứ. Các cái được kiểm định, chứng lâm sàng. Để lỗ nhìn thôi, nhìn rõ nhau luôn nha. Đấy, không mặc cái này đâu nhìn. Đã không, đã không có quần xịt quần sĩ. Không mặc nữa. Không mặc mà ra đường gió lùa nó bướm nó ốm thì sao? Tạp hóa không có đâu. Em mặc đi. Em quen rồi, nó khác. Chưa quen đâu chị, bình thường. Kiểu khi mà chưa quen nó rất là nhạy cảm đấy. Thế là gió nó lùa và cái bột đấy. Nhưng mà bây giờ không mặc thì ấy sao? Sao? Nó chảy ra. Chảy cái gì? Chảy ra đây. Ôi trời ơi. Bé Trang. Bé Trang hồi xưa chắc thế. Này con quăng mày quăng vào ban thần tài thì mày đúng là luôn đấy. Không xong thế nào? Thôi mặc tạm vào. Ôi mặc vào. Anh thượng xăm anh thấy anh ấy cười cho. Mày không mặc đeo đâu. Còn... em quen người khác thì quen rồi. Mà nó có đến tháng đâu. Cả con này nữa. Con này nữa thì anh cười cho một cái mà. Này, thế hỏi thật, bé Trang có mặc không? Em có. Rồi thì đừng có mõm đâu, xem vào tủ tay xem vào. Không. Này con gái con đứa ra đường không mặc quần silit thì mặc quần xịp vào cũng được hay sao? Thế quần xịp được dành cho con trai, quần xịp cho con gái mặc bao giờ? Anh thấy con gái mặc bao giờ? Mặc tạm vào. Tạm. Nó bịp ra được rồi. Sao đâu? Nó chặn gió lùa ra được rồi. Không mặc mà. Thôi nó chặn gió lùa mà. Không mặc. Con gái đứa ra được cũng mặc thì lấy à, hở hang à? Mà em ở nhà còn hơn, không đi đâu nữa. Chịu đấy. Ừ thế ở nhà không đi đâu nữa. Thôi mặc vào nó nói thế rồi. Nhưng nó chảy hết rồi. Thôi đây này, lấy tạm cái khăn này mà bịt vào này. Mà quấn vào làm cái lót dưới luôn. Anh còn mặc quần slip được, chẳng lẽ em không nó mặc quần slip được. Nó lồi ra như là cái bóng ấy.
anh bảo anh mặc quần slip. Bảo lúc đang quay quần lột khe đây, đây. À, hôm nọ anh có cái quần lột khe đây. Đúng rồi, anh mặc không? Được anh còn mặc được lột khe đấy, chúng mày không mặc. Này, anh bảo rồi, anh còn mặc được lột khe. Thế bây giờ mấy đứa không mặc được quần xịp. Đăng cái gì tao quay tao để cho thấy mọi người biết hết cái bộ mặt của hai cái đứa này nhá. Cái này còn làm khẩu trang được. Khẩu trang đâu? Đây. À, siêu nhân quần xịp ý, Sơn đội vào. Này, quăng bố vào ban thần tài bây giờ. Nhìn biến thái phết còn gì nữa. Nhìn cũng biến thái phết còn gì nữa. Thôi, anh bảo rồi, bây giờ chịu khó mặc tạm đi. Ra đường, ngồi xuống. Ngồi xuống. Này. 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 Cất. Không. Mặc vào. Ôi, mặc vào cái. Mặc tạm vào thì làm sao đâu. Bây giờ ra đường, con gái con đứa không muốn xịp. Thế bây giờ ra đường. Anh phân tích, anh bảo này. Để em phân tích cho chị mặc quần ngoài. Tao sẽ không nhìn thấy bê. Chị chỉ cần một cái gì đấy để nó bịt đấy, thì chị đi nghỉ với em thử để xem cảm giác của nó như thế nào. Không đi chơi, đi đấy. Chơi nhá. Anh bảo rồi, bây giờ ấy ra đường nhá, ví dụ bây giờ đang đi gặp thằng biến thái nào đúng không, nó tụt quần nó bắt chị. À đây này, vận Dung quần xịp này. Hả? Hả? Vận gì một cái quần xịp? Dung làm gì có à? Đây, rồi, ra mặc nó theo. Được, mặc, đây, ok mặc nó theo. Dở hơi là mặc cái quần của ấy này. Vâng. Cái bọn này chán thật đấy, hai cái chị em nhìn này đi ra đường. Không, em chẳng bao giờ em cần mặc. Mặc cái gì? Thế này ơi, gió lùa vào sướng. Không. Vai cả gió lùa sướng. Sướng chưa? Lông mày phấp phới luôn này. Thế bao giờ đến tháng thì em dùng hết bím. Bao giờ đến tháng thì cứ thấy nó phấp phới thì chả sao. Anh chịu cũng mày đấy. Anh à, mẹ bọn này cứ đi không mặc ra đường bím nó lùng lẳng sao? Hỏi chấm lùng lẳng như các ông ấy. Mà chịu đấy, ra đường không mặc cái quần xịp vào. Hôm nay mày à đây có video đây, tí đăng con mẹ lên. Rồi anh, mày biết. Anh quay thế hệ anh, người ta nhìn vào người ta đánh giá. Đánh giá nó là cái sự thật. Mang tiếng là idol mấy triệu follow. Mới đi ra đường không mà còn xịp. Chuẩn. Để em nói nghe. Đánh giá cho. Đánh giá cái gì thì nó rõ ràng còn gì. Như bé Trang thì sao? Ra đường không mặc quần kia kìa. À. Ôi mày cơ hội đi định mặc chưa xem nào định ai được mình cơ hội định một quần hai người mặc à một quần hai người mặc à để mà lấm bím à thôi được rồi mặc được rồi rồi được rồi này anh bảo mẹ mày đéo hiểu luôn đi đi ra đường không một quần xịp mấy lần thế rồi anh em bảo bao nhiêu lần không nghe không hiểu kiểu gì luôn bây giờ ra đường lúc cái gì đấy. Làm gì hai ông này làm gì? Lấy con xịt đi đây. Ý đồ gì? Con xịt đây. Ý đồ luôn. Nấm chim cứ bắt người ta mặc. Nấm chim lúc nào? Thôi, nói chung là qua clip này thì thấy được cái mức độ gọi là bẩn bựa của mấy quan mộ này. Từ giờ trở đi thì thôi, chắc là anh em mình cất cần xịt kín kín mà các người làm mua cái hộp sắt đấy cất vào đấy bây giờ chúng nó biết thừa chúng nó cứ ngại thôi chúng nó theo khi chúng nó lấy quần xịt của mình mặc suốt đấy đúng thật sau đó em cứ thấy quần xịt nó bị nước gì ở đấy anh em mình làm gì có nước gì đúng chắc chúng nó mà khắm quần xịt hồi đấy mọi người à, hôm nay tôi sẽ đăng cái clip lên cho mọi người biết rằng là mức độ gọi là gì bẩn bựa này như nào ok đấy còn bây giờ thì thôi chắc là thôi nhỉ bỏ nó vào bye bye mọi người.